Thưa sư và sư tuệ từ, người nông dân đa số phải dùng thuốc bảo vệ thực vật nên không tránh khỏi việc sát hại những sinh vật nhỏ. Còn muốn hỏi về nghiệp và quả của nghiệp về vấn đề này. Thứ nhất là đừng bao giờ coi thường ác nghiệp. Dù mình sát sanh là một con vật nhỏ, nó vẫn đủ để đưa mình đi địa ngục. Chứ đừng nói chi là trên một cánh đồng thì nó có bao nhiêu chúng sanh. Quý vị tưởng tượng đi, mình giết một con vật, dù đó là một con sâu, một con kiến, mình đã đi địa ngục được rồi. Thì một cánh đồng như thế mình sẽ sát sanh bao nhiêu con. Cho nên á, là cái nghiệp mà chúng ta tạo nó rất là lớn. Cho nên khi mà chúng ta biết tu tập rồi thì chúng ta nên lựa chọn những cái nghề nào mà nó không có trộn lẫn với ác nghiệp. Nếu quý vị nói là nói như sư vậy, giờ toàn bộ người ta không làm nông nữa thì thế giới này sẽ đói hết hay sao? Thì xin thưa là nó không có mợ thì chợ vẫn đông. Nó giống nói cái kiểu đó thì nó giống như nói câu là bây giờ không có ai ăn cướp nữa, thì không có ai làm ác nữa, thì chắc công an rồi họ hết việc, họ thất nghiệp hết sao? Thì xin thưa mình nói thì nói chơi cho vui, chứ còn thực tế làm gì có chuyện đó. Nhớ lo cho mình nhé, lo cho mình là đủ rồi. Hoặc là quý vị sẽ nói là bây giờ nếu như mà tôi không lựa chọn cái ngành nghề này thì tôi sống như thế nào? Xin thưa là có rất nhiều ngành nghề để cho mình lựa chọn. Còn nếu như mà quý vị không có nhiều sự lựa chọn thì xin thưa là mình hoàn toàn có thể tìm những cái phương pháp mà trồng trọt tiên tiến để hạn chế nhiều thuốc trừ sâu nhất có thể. Hồi xưa là dùng thuốc trừ sâu mới giàu. Còn bây giờ những cái sản phẩm mà gọi là cái gì ta? Bionic, thì những sản phẩm đó ai mà trồng trọt những cái đó thì nó mới giàu. Tức là mình làm sao đó mình canh tác bằng những cái công nghệ mới để mình không phải dùng cái thuốc trừ sâu nè, không phải dùng phân bón hóa học nè. Đó thì khi mà quý vị làm được những cái đó, ứng dụng được những cái đó thì mình vẫn có thể nuôi sống được bản thân và gia đình mà không phải tạo ác nghiệp. Quý vị hỏi thì sư chỉ có thể đưa ra cái phương pháp đúng theo pháp. Mà quý vị biết rồi, đời sống cư sĩ mà muốn có một cái nghề nghiệp không lẫn lộn nghiệp dữ thì rất là khó. Đi về cõi trời đâu có dễ nha. Sanh làm người, sanh làm trời không hề dễ. Mà mình muốn có được cái khó được thì mình phải làm cái khó làm. Chỉ đơn giản thế thôi. Và xin mời Đại Đức Tuệ Tường chia sẻ thêm về vấn đề này. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, về cái mảng mà nhân quả nghiệp báo thì Đức Hành Tuệ nói rất là rõ và rất là đầy đủ rồi, cho nên là sư cũng không có bổ sung gì thêm. Chỉ là Đức Hành Tuệ cũng có, nói chung là cũng có một cái lời khuyên sư thấy rất là hữu ích luôn, đặc biệt rất là hữu ích và rất là thực tế luôn nha, chứ đừng có nghĩ là nó không có thực tiễn. Đó, mở ra thì chưa bị quý vị một cái đường mới, có nghĩa là bây giờ đó đúng thật sự là có những cái gọi là canh tác nông nghiệp mà hiện đại. Thưa quý vị, thường thường là mình là giảm đi dùng những cái thuốc trừ sâu bảo vệ thực vật khiến cho côn trùng á gây nó chết. Thưa quý vị, là có phải không, có nhưng như quý vị thấy biết bây giờ là nhiều người mà họ trồng những cái sản phẩm mà gọi là organic. Thưa quý vị, đúng không,
họ có dùng những cái mà gọi là những cái thuốc thuốc nhưng mà thuốc đó là thuốc sinh học thưa quý vị. Sinh học là nó không làm côn trùng chết nhưng mà là để đuổi côn trùng, hiểu không? Để đuổi côn trùng hoặc là côn trùng nó tự động giống như là cái mùi xả, hiểu không quý vị? Không, mùi xả thì mũi nó không ưa đó, kiểu như vậy. Làm kiểu vậy có nghĩa là đuổi côn trùng chứ không phải là làm chết côn trùng. Cái thứ hai là giống như vừa rồi nè, sư đi lên Lâm Đồng, sư mới thấy là bây giờ họ phát triển mà nông nghiệp thưa quý vị. Một số nghĩa là sư không có nói, thật sự không nói, là giống như là ví dụ trồng lúa này nọ đâu phải trồng ở trong trong nhà được, hay là làm cái nhà bao được, thì đó là ấy. Nhưng mà sư nghĩ là nông nghiệp thì nó có nhiều, nó kêu nhiều 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 loại, nhưng mà nếu mình chọn được nó những cái thể loại nông nghiệp mà mình canh tác á, là giống như mình dùng cái sinh học được nè, sinh học để mình không có khiến cho những cái côn trùng nó chết vì mình, là cái hay thứ nhất. Cái hay thứ hai là nếu mình làm nông nghiệp mà những cái nông nghiệp mà mình có thể trồng ở trong cái nhà gọi là nhà kính đó, vì nhà kính hay là nhà mà có lưới đó. Đó, tại vì cái đặc tính mình trồng như nhà kính nhà lưới là để tránh côn trùng, quý vị, để tránh côn trùng sâu bọ phá hoại đó. Thì suy nghĩ là quan trọng nhất là bản thân quý vị đưa ra sao chị giải pháp cho mình cho nó tốt, đúng không? Còn mình nói là mình ham thích mình trồng cái đó, mình trồng cái đó mà cái đặc thù cái giống thực vật đó, hay giống cây ăn trái đó, hay giống cái giống nông nghiệp đó, là nó không có trồng được ở trong nhà kính, mà cũng không mà bắt buộc, phải bắt buộc xài cái thuốc sâu mà nó về cái có thể hại côn trùng đó. Thì cái là cái quan trọng nhất, sự lựa chọn mình đó. Cho nên là farm mình làm gì thì mình phải nghiên cứu kỹ nó, mình phải có niềm tin nhân quả nghiệp báo, rồi mình sao mình đưa cái giải pháp sao mà nói chung là nó vẫn giảm nhất, đặc biệt là nghiệp sát. Nghiệp sát rất là nguy hiểm nha, nghiệp sát không thể tìm bình thường đâu. À, nghiệp sát xanh khiến cho mình là nó đôi khi nó đau khổ ngay trong cái hiện tại luôn, và đau khổ nhiều nhiều những cái khác luôn. Tại vì biết mà trong vũ giới nghiệp sát cũng đồng. Tôi xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này.